Minh Vy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Tin sáng nay, Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận định và chia sẻ đến từ anh Hoàng Gia Nam, là chuyên viên khách hàng cao cấp công ty chứng khoán MB. Thưa anh, sắc xanh đã trở lại với thị trường trong phiên ngày hôm qua. Phải chăng là áp lực chốt lời của nhà đầu tư đã dừng lại và thay vào đó chính là xu hướng mua trở lại ạ? Thưa chị Minh Vy, thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy là thị trường đang có một cái thanh khoản rất là tốt. Trước đó thì khoảng chừng thị trường giao dịch khoảng một ngày khoảng từ xung quanh 3.000 tỷ thôi. Vâng. Trong giai đoạn này thì đã lên 5.000 tỷ rồi. Thì gần đây thì những cái động thái tích cực và đặc biệt là cái dòng tiền vào thị trường rất là mạnh. Vâng, thưa anh, và chúng tôi cũng nhận thấy rằng cổ phiếu ngân hàng vẫn đang giữ cái vai trò chủ chốt trong việc dẫn dắt chỉ số. Bên cạnh đó thì xu thế tăng của nhóm ngân hàng này không biết là có còn tiếp tục duy trì trong những phiên tiếp theo hay không ạ? Ở chị Minh Vy thì chúng tôi vẫn đánh giá cổ phiếu ngân hàng là một những cái cổ phiếu mà thu hút được cái dòng tiền trong giai đoạn này, thì cũng góp phần duy trì cái diễn biến tích cực cho thị trường chung. Đó thì về mặt trung hạn thì và trong năm nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục đánh giá là cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục những có những khởi sắc trong thời gian tới. Thì hiện tại là nhóm cổ phiếu ngân hàng thì đang được thu hút rất nhiều dòng tiền tham gia vào thị trường. Thì gần đây thì chúng ta cũng đã biết rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức Fitch Rating nâng hệ số tín nhiệm lên, nâng hạng lên, thì như vậy thì càng trong tương lai tới thì tiếp tục thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục sẽ có sự thu hút đối với nhà đầu tư, các tổ chức cũng như là nhà đầu tư cá nhân nước ngoài. Thì như vậy thì trong tương lai chúng tôi nhận định rằng là thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục có những cái khả quan và diễn biến khả quan trong thời gian tới. Thì như vậy thì nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ được là một trong những cổ phiếu mà những cái giới tài chính, đầu tư tài chính nước ngoài rất là quan tâm và chú ý. Tại vì nó là thông thường thì khi mà thị trường có những cổ phiếu ngân hàng trong thị trường mà bắt đầu có sự sôi động hoặc là bắt đầu là dòng tiền vào, thì như vậy là thị trường có một cái tín hiệu rất là tốt. Bên cạnh cổ phiếu ngân hàng thì nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng tỏ ra khá là nổi bật. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về cái sức nóng hiện nay của nó cũng như là những cái dự báo trong thời gian tới ạ? Thưa chị Minh Vy, thì về nhóm cổ phiếu tài chính nói chung thì trong đó có cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng. Thì đợt vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết là thị trường có nói nhận thêm cái thông tin là về những cái tổ chức tín nhiệm, đánh giá tín nhiệm thế giới cũng đã nâng cái hạng của Việt Nam lên. Thì cái điều đó, động thái đó rất là tích cực, góp phần cái thu hút cái dòng tiền hơn vào trong cái cổ phiếu nhóm tài chính. Thì song song đó thì có nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng được kỳ vọng của giới đầu tư về trong cái thời gian quý 3 năm 2017 này thì là thị trường chứng khoán phái sinh sẽ bắt đầu triển khai. Vâng. Thì như vậy thì với những cái tâm lý lạc quan cũng như là kỳ vọng vào cái sự bùng nổ của thị trường trong thời gian tới, những cái động thái và tâm lý như vậy sẽ tiếp tục diễn biến ở những nhóm cổ phiếu tài chính nói chung. Vâng, và trước khi khép lại cuộc trò chuyện nhanh này thì anh nhận như thế nào về xu hướng của thị trường trong thời gian tới ạ? Thưa chị Minh Vy, xu hướng thị trường hiện nay thì dòng tiền vẫn đang tham gia vào thị trường rất mạnh mẽ. Thì như vậy có thể nhận định đây là một cái dòng tiền trung hạn cũng như là dòng tiền dài hạn tham gia vào thị trường trong một cái view dài hơn. Ví dụ như trong thời gian 2017 và 2018 sắp tới. Thì như vậy thì cái giai đoạn hiện tại của thị trường thì sắc xanh hoặc sắc đỏ thì nó cũng không có là vấn đề quá quan trọng đối với những nhà đầu tư trung và dài hạn. Và theo những cái diễn biến gần đây thì chúng tôi nhận định tiếp tục thị trường sẽ tiếp tục khả quan trong thời gian sắp tới. Cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với những thông tin đáng chú ý của chương trình Tin sáng. Trước khi khép lại chương trình Tin sáng, Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin chính trên chương trình kỳ này. Đã có nhiều bài báo phản ánh tình trạng trục lợi chính sách hỗ trợ đóng tàu cho ngư dân để ép ngư dân mua tàu cá không đạt yêu cầu. Sau những thông tin này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhanh chóng kiểm tra và báo cáo về cho Thủ tướng trước ngày 30 tháng 6. Theo kế hoạch, tuyến metro số 1 của Thành phố Hồ Chí Minh đi từ Bến Thành đến Suối Tiên sẽ được hoàn thành và đi vào vận hành vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị, tiến độ thực hiện của tuyến này có khả năng bị vỡ do tốc độ giải ngân vốn chậm. Tính đến nay, giải ngân đã chậm 4 tháng. Vào ngày 24 tháng 5, người dân Anh đã tổ chức lễ cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ đánh bom liều chết ở Manchester xảy ra vào tối ngày 22 tháng 5 giờ địa phương. Đã có ít nhất 22 người chết và 59 người bị thương. Thủ tướng Anh Theresa May đã nâng tình trạng báo động khủng bố lên mức nguy hiểm cao nhất. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng xin được khép lại chương trình Tin sáng ngày 25 tháng 5. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.